không có chỗ nào mà có chả cua giống chị. Bảo đảm em, chả ở Sài Gòn này em chả đi đâu cũng có chả cua này, tại vì hắn bắt người ta không lấy đó. Tôi này là 65 ngàn, là bún đặc biệt, bún đặc biệt 65. Mình đã ở chỗ bún nước Cô Hoa số 24 của đường Phùng Văn Cung, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Ở cái bảng này cũng có nè, cả nhà cùng theo dõi nha. Có số điện thoại luôn, cả nhà có thể đặt nè. Ngọc thì đến đây ăn thưởng thức rồi và hôm nay ghé lại bởi vì sao, tại mình cũng đói, giữa trưa mình đói, mình không biết ăn gì, lâu lâu cái không biết ăn gì hết cả nhà, và quyết định ha ghé lại đây ha, vừa ăn vừa review cho cả nhà luôn, coi như là mình có một buổi ăn trưa luôn nha cả nhà. Đó. Đặc biệt đem đi. Đặc biệt đem đi. Đặc biệt đem đi. Đặc biệt nó khác cái thường là nó chỉ có nhiều bò hơn và có tôm con. Còn bình thường không có tôm con. Chị xô đi, xô ra đây, thun đi, thun đi. Đổ hết là thôi đi con, cái rồi mình nó đổ luôn nên mới làm thôi. Còn phần đặc biệt nghĩa là nhiêu chị? 65 ngàn là phần đặc biệt. Đúng không? Đợt nó hết luôn rồi hả? Bây giờ chị cứ cứ làm cơm rồi còn gì đang nhớ cái hồng đào này. Dạ. Một lần như vậy là chị làm bao nhiêu trứng hồng đào? Một lần là chị làm 20 cái, chị ép xong thì làm tiếp 20 cái khác. Có nghĩa là mình phải canh đúng cái thời gian. Phải thường bao nhiêu lâu chị? Nhưng bỏ vô khoảng chừng 3 phút sau, 2 phút sau. Dạ. Để lâu rồi nó chín. Hôm hổm lên trên phay xong rồi á, mấy bạn khen quá trời luôn. Khe là chỗ chị Hoa ăn ngon. À, nói chung là ai vô đây là chị Hoa bán ngon, mình bán thật ra. À, giống như một tô nãy chị nói đặc biệt là sẽ 65 ngàn. Là có nhiều bò hấp hơn và có tôm con. Bò tô bình thường tôi cảm thấy có 45 thôi, thì không có tôm con. Bò là phải bò bắp hả chị ha? Bò bắp. Ừ. Nó sẽ ăn ngon, nó có cái phần dai dai. Đúng rồi, nó có độ dai, răng nó có độ dai. Như cái trứng này là chị sẽ bỏ đi, sẽ bỏ đi. À, ủa vậy hả? Tại vì nó đã hư, nó không còn giống, bắt buộc phải bỏ, nó không có đẹp có con được. Đó tại nha. Vì, tại vì mình phải gọi là lòng đào thì phải đúng lòng đào, đúng lòng đào thì khách. Nó còn bọc như vậy thì mới được, như thế còn tạm tạm được. Chứ còn mà nó đã còn cục vàng không là coi như đã hư hết rồi, nó còn mất hết cái trắng rồi. À, vậy là hết rồi nha. Con đâu cho con ở đây. Con không à? Đây bây giờ là bây giờ chị sẽ làm mấy cái nguyên liệu nha. Mỗi ngày chị sẽ làm nguyên liệu liên tục như vậy để bán cho khách. Cứ làm hết mẻ này tới mẻ khác. Wow, cái này đã giả tôm. Giả tôm. Giả tay, giả tay hết, giả tay hết, còn bộ là tay hết. Còn bên đây là chả cua. Chả cua cũng là bằng tay hết. Bằng tay hết. Tự xong đó. Quất vậy hả chị? Bỏ vô chày, lấy cái chày bự, cối đá, gì to, cái rào giả. Giả mấy tiếng đồng hồ cũng ra được, 2-3 thao vậy. Mình không có làm máy được. Làm máy thì được, nhưng làm máy nó ra em cho vô để ra thành bầu hết, không có đóng cục rồi. Không còn cục, không còn đồ dai. Dạ, yeah, đâm mỗi tay luôn, khổ lộn gọi là giả mỗi tay. Đâm số 10 lần. Dạ. Hai thằng em, thằng giả heo, thằng giả kia ra. Trong là hình như đặc biệt ở chỗ chị là cái phần á mà tôm giả thì mình thấy quen rồi, nhưng mà cua giả cua luôn. Có cái gạch cua không? Có cái gạch, dạ thấy thấy. Đây này gạch cua này. Dạ. Xuất sắc luôn. Nhìn cái chả bến nó đã luôn á. Đây tập nghiệp món này nó còn có cái thanh nó cái cua. À. Ở ngoài cái thịt cua sớ sớ. Nhìn thấy rõ cả nhà cái sớ sớ chị thấy nó chị để cho mình thấy. Ăn vô nó có cái độ dai. Nó chín là nó sẽ nổi lên. Và có lâu không chị? Khoảng chừng cũng 3 phút. Ừ. 3 phút. Nó phải thả chỗ này thấy nó lặn không? Lặn rồi. Nhưng mà xí nữa bắt đầu nó chín rồi nó sẽ nổi lên. Hình như hầu như mấy món nước kia em đâu thấy có chả cua phải không? Không có chỗ nào mà có chả cua giống chị. Bảo đảm em, chả ở Sài Gòn này em chả đi đâu cũng có chả cua này.
tại vì hắn bắt người ta không lấy, người ta bán lại cho cô kia có 90 ngàn, cô có 200 mấy. À, chúng ta phải thằng sản phẩm là 200 mấy ngàn. Có nghĩa là cái phần mình làm ra nó cũng giá thành nó cũng cao. Nó cao. Nó thành ra nó hầu như cái tô bình thường thì không thể là. Đúng rồi. Nó cao nên thành ra. Nhưng mà kể mãn là Mỹ là khách ăn ngon là được, là ít cũng được, không sao cả. Mà mình bán số lượng không được đâu. Thì khách ăn ngon là được. Đầu tiên phải để khách thưởng thức trước đã. Quan trọng là khách. Quan trọng khách ăn ngon. Nhiều không chị? Đã hay để nửa nặng hơn nữa luôn. Chị làm không, chị làm khoảng chừng 30 cục là chị ngưng lại, làm cơm vô. Để bán hết thì làm tiếp 30 cục được ha. Thì mình làm nhiều quá sợ nó có đổi. Tính tiền. Tiền với ai? Tiền việc. Ngưng tay ra tính tiền đi việc ơi. Nè. Dạ thấy cái phần gặt luôn á chị. Bác tháo cho em việc ơi. Ở đây á, điều đặc biệt của chỗ chị là sẽ có chả cua này cả nhà, rồi xong chả tôm đấy nha. Để anh đọc hàng. Chưa có. À. Vì app nó tới đây rồi, nhiều người tới đây rồi, nhưng mà nó đòi lấy giá cao, chị không lời như chị không. Có nghĩa là bây giờ điện thoại cho chị thôi. Người ta tới là người ta ăn là người ta sẽ đặt Grab tới đây lấy. Grab tới đây lấy, chị giao cho đó. Dạ. Mua đem về hả em gái? Dạ. Một bún một mì đem về mấy đứa ơi. Một mì khô đem về đi ra làm đi việc ơi. Ngoài chỉ có cái bún nước thì có thêm cái mì khô muối ớt nữa đúng không? Bún nước, mì khô, muối ớt, bún khô. Bún khô. Có bún này cũng được, luôn bún khô nữa. Rồi mì nước nữa. Dạ. Mì vẫn làm mì nước được. À rồi. Có nghĩa là hai loại nước, hai loại khô. Bún khô, mì khô. Bún khô, bún nước, mì khô, mì nước. Thành ra là bốn sản phẩm. Bốn món. Còn bây giờ chị đang làm là cái chả tôm. Bây giờ chị đang làm là chả tôm. Chả tôm là cũng giả như vậy cũng luôn. Cũng giả luôn như vậy luôn, cũng giả tay luôn. Lần trước em ăn thấy hai cái rất là chắc nha. Hai cái món người ta tới đây là người ta ghiền hai cái món này đây, chả tôm chả cua. Giả bằng tay. Mấy tiếng mùi. Làm cái mì đem về luôn việc. Để cái phần cái nhà thấy là để những cái phần tóc mình nè ở trong đây nó nóng lên, nước dùng nó cũng sẽ ngọt hơn đúng không? Nó ra cái mùi nước ngọt từ tôm nè với cua nè cả nhà. Rồi nước sốt nha, tí rồi chị sẽ hết cái phần bọt đi để cho cái nước nó trong lại. Có cái trứng càng lâu thì nó còn dai. Dạ, càng lâu thì nào ăn nó còn dai gì đó, rất là ngon. Càng chịu khó là càng có món ngon ăn. Một bún à, cô sáu xuống. Một bún một mì. Mấy giờ là chị hoa ra đây? 10:30 là chị dọn ra, bắt đầu 11 chị bán tới 9 giờ tối. Dạ. 10:30. Một bún một mì à con? Làm trong cái ga vậy là để cho đem mình đi, mang đem đi. Mang về đang đổ vô về. Cô ơi, cho má đổ hành đầy ra luôn không? Có, bắp bò. Thiệt là sau nó sẽ nổi hết lên rồi mình vớt lần. Bây giờ nó to đó, to ra hết chị nè. Nó to ra vậy đó, nhìn xíu là nó hơi nhỏ lại xíu. À dạ không. Nó đang trên quá trình chín thì nó sẽ phùng lên chút. Má đi đâu rồi mấy đứa ơi? Hả?
Dám một bún. Vừa lấy ra hả? Đây chạy lên đây. À bún trứng mà cái này nó cho nó dễ, nó không vỡ. Đúng rồi. Hèn chi phải dùng cái gỗ. Trứng. Hai phần này là bình thường á chị? Hai phần là chẩu là 90. Có sáu bình to có sao? Hai phần là bình thường là 90. Cái này là của bún, cái này là của mì cũng sao? Mì. Mà nó có độ dai, nó không có độ trong. À. Còn bên đây là bò viên. Bò viên. Bò viên. Bò viên. À. Dạ. Hộp. Hộp hả? Hộp à, rồi lấy không mấy hộp về cho chị. Bún có mì đều hộp hết hả em? Rồi con lấy là một hộp lớn được bún, hai hộp nhỏ được mì, được nước ba hộp. Của em 100 chấm. Cho đủ hai đũa hai muỗng luôn. Còn trên đó là cái gia vị của chị hả? Gia vị à, với bò à, cái bò bắp nha cả nhà. Bò bắp. Rồi bây giờ chị sẽ làm tô cho mình nha. Làm cho món một tô mì khô đi con. Thịt này bỏ nhiều hành tây da heo hành rồi vô. Không bỏ một ngọt. Dạ, không một ngọt. Khách ở đây á, nếu ai ăn một ngọt thì không ăn một ngọt thì dặn. Kiểu không ăn gì cứ nói chị trước. Không ăn gì trước rồi nói chị. Chị khách không ăn một ngọt, không ăn hành. Ô món này à, phải ăn hành nó mới ngon đúng không chị? Phải ăn hành. Mùa nó mới dậy mới khô không ngon được cả nhà. Ngọc nghĩ là như vậy á, bây giờ cả nhà lại đây thử đi, ăn kết hợp với hành nó sẽ ngon hơn. Cả nhà chờ xíu, chị đang làm cho mình hai phần nè. Có nhiều hành tây da heo, cho anh quay, làm mì gì bán thôi. Giả khô và giả cơm. Anh ăn dắt dắt được hai dắt. Đây là một phần mình hai dắt nha. Tô bên kia là tô bún nước, còn bên đó là cái nhân này, đúng cái này là bún nước, nó là nhân của mì. Dạ nước này. Cái này chị đang làm nhân của mì. Nhân của mì giống như gọi là topping mình để riêng đó cả nhà. Rồi mình sẽ ăn cái phần mì trộn sẽ để riêng nữa, đó thành một phần. Vô nồi. Vì cái nước bò này ra đổ vô tô bún nó sẽ ngọt. Dạ. Giữ miếng này, à, giữ miếng này xong coi. Giữ miếng cho cái giá. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy cái phần nước đó luôn. Lấy luôn cái nước này luôn. Ừ. Tô này là bao nhiêu chị? Tô này là 65 ngàn. Dạ. 65 là kiểu đặc biệt chưa thật? Đặc biệt đúng rồi. Đặc biệt là 65 ngàn. Còn tô bình thường 45 là 45 ngàn. Bò tôm trứng thì 40. Bò tôm thì 35. Đó, tô này là 65 ngàn. Là bún đặc biệt. Bún đặc biệt 65. Xí đường của nó không? Xí đường. Xí đường. Ủa thường ngày là chị có để đường không? Bình thường là không đường, nhưng mà vì em không ăn bột ngọt, thay vì có xí đường thì nó dịu nó mới ngon. Dạ. Ừ. Tại vì em không ăn được bột ngọt. Đó. Thì ra là như vậy. Em thấy chị để ý rất là chi tiết nha. Em là ăn gì? Chị Hoa để chi tiết trong cả nhà để cho làm khách một cái tô trọn vẹn và ngon hơn ấy.
làm bò để làm cái nhân của tô mì của mình ấy. Ở đây là nhà chị bán con là bò bắp thép. Còn tô mì thì bao nhiêu chị ạ? Tô mì thì bình thường cũng là thật cẩm là 45 và đặc biệt là 65. Tô này là đặc biệt là 65. Dạ. Đặc biệt là nó có nhiều tôm, chắc có tôm con, có nhiều bò bóc. Đây là tô đặc biệt đó. Còn tô thật cẩm thì 45 thôi. Dạ. Còn bò tôm trứng thì 40, bò tôm thì 35. Hai giấc lên gì cho anh? Ok. Làm cho khách thì đang đây. Chị. Nóng lắm, hơi nữa nè. Hơi của cái này nữa nè. Nó bị tỏa ra đây. Chị Hoa ra bán được lâu chưa chị? Hổm hình như em nhớ là mấy tháng rồi phải không? Bây giờ được gần 2 tháng rồi. À. Thì ngày em quay lại nhìn là một tháng mấy rồi. Dạ đúng rồi. Bán gần rồi. Ok, bây giờ mình vô ăn nha. Nhìn lại cái bảng này cả nhà, số 24 của Phùng Văn Cung nha. Đó, số điện thoại ở trên đây luôn nha. Cả nhà đừng có hỏi Ngọc nữa nha. 25 người đổ lại. Dạ, à, 25 người đổ lại thôi. Có nhiều lúc đông á. Từ giờ ta đi được người thấp rồi. Hết đông, cũng nhiều. Từ 5 giờ rồi lúc đầu đến 9 giờ là nó đông. Chị cho ra hết nè. Chín rồi đó cả nhà ha. Mấy cái chả của mình chín hết rồi. Chả tôm và chả cua. Cái phần cam cam đậm là chả cua, còn cái phần bình thường nó vừa vừa nhạt nhạt thôi, chả tôm nha cả nhà. Hầu như là một tô đầy đủ là có tất cả những cái topping chị đang để trên đây hết luôn. Tô đầy đủ là có chả cua, chả tôm, bò viên, trứng gà lòng đà với bò bắp là 5 thứ. Là tô thập cẩm á, còn cẩm. Nếu mà tô đặc biệt thì sẽ có thêm tôm con. Dạ. Tôm con là tí xíu chị sẽ làm cho mình xem luôn á cả nhà. Có mấy con? Con chị sẽ làm luôn. Nhìn nó nõn, rất là đậm, nhìn kiểu hấp dẫn quá nha. À làm trứng hả? Ồ. 2, 3, vô. À, vậy sao chị phải kéo vậy ta chẳng cho kéo nó? Kéo dài ra để cho xí nên nó sẽ to từng cái màu. Em đổ cục xuống là nó sẽ giòn. À, nó dính lại hết. Cái tâm. Cái nào nó cũng phải có kỹ thuật riêng á cả nhà ha. Ở chỗ chị Hoa bán là số 24 của Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận nha. 10 giờ rưỡi là chị ra đây bán tới tầm khoảng 9 giờ rưỡi 10 giờ tối. Làm luôn. Tôm con. Dạ. Xí mình bỏ vô nó nên nở ra những cái bằng. Nó cứ cuốn lại hả? Trời. Sẽ nở ra. Ờ. Dạ. Tại do mình cắt cái mình, lưng. Mình cắt cái lưng, mình úp cái răng sạch sẽ trắng non hết. Ờ. Người ta chỉ có việc ăn thôi, không phải làm gì. Như tôm nổ vậy đó chị, đảo à. Trời ơi. Em thấy món nào chị Hoa cũng tỉ mỉ hết nha. Đúng rồi, mình làm là phải bán người ta ăn. Mình cảm thấy là mình vừa, thứ nhất là vừa sạch sẽ, mà thứ hai là ngon. Người ta ăn, giá thì phải chăng nữa. Ở đây là giá rẻ nhất đó là bò tôm là 35, bò tôm trứng là 40, cà cẩm là 45. Còn trừ khi mà em ăn tô đặc biệt thì là 65. Ủa đây cho câu của cô ta, đây. Đó, nó nở rồi, nó cũng cúng cái bông. Đẹp rồi đó. Xuất sắc rồi đó. Nó cũng vừa chị tới rồi, chứ em đừng để lau. Dạ. Nó mất ngọt. Đúng rồi, cái này mình cắn vô nó sẽ sụp ra và ngọt liền. Đó, thêm hành nữa. Món này là món không thể thiếu hành đúng không cả nhà? Dạ. Cũng đúng là không thể thiếu hành. Quá, phải hành nhiều nữa. Đầy đi vô. Đang canh trứng đó nè. Đang canh trứng chín nè. Ở đây người ta chỉ ưng vừa cầm đào thôi, chín người ta không có chịu. Trăm người thì thấy
19 người lại ạ. Đúng không? Dù thay lòng đào ăn béo, thơm ngon hơn nhiều. Và là đặt khách chuộng là như vậy. Dạ, luôn nín luôn á. Dạ. Nó sẽ dễ như vậy á. Rồi cái phần nước lèo này là xuất sắc luôn hả chị? Rất là nhiều cái độ ngọt nó ra. Trứng trong này, đầu tôm, rồi bò, rồi... Dạ. Chả cua nữa. Wow. Canh nha, canh là chính quá. Vì cái thư là chị sẽ bỏ đi. Con dao. Người ta sẽ lấy cái đó là người ta bán. Người ta là người ta lấy người ta bán, chị là chị bán cái đẹp thôi, còn cái xấu thì chị bỏ đi. Vậy luôn á chị. Đó thì em thấy em quay đẹp. Dạ. Em thấy là chị chỉ trồng cái đẹp thôi, còn cái mà không có bọc cái trắng là chị đâu có lấy đâu, đúng không? À. Cái bọc cái trắng là đẹp. Hay là ưu tiên khách hàng quyết định. Người khác là người ta sẽ bỏ. Đây là ba cái nhìn lại đó. Đó đẹp á, cái này đẹp hết trơn nè. Vừa tròn mà vừa núng nín cả nhà vừa tới. À. Làm này là phải canh giờ rồi. Nó ra thấy không? À. Nó ra từ cái mọt vậy nên là cứ ngon, nó bọc tròn lại. Nó sẽ dẻo 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 dẻo. Xong rồi mình sẽ dắt hết cái bọc này đi. Thêm mỡ hành nha, ơi lộn bậy, thêm hành phi nha cả nhà, thêm nhiều hành phi. Trời, cái món mà dạng trộn trộn thế này, mì trộn nha, hành phi với lại da heo nè, chị có cho thêm một cái phần ớt heo đã không ạ? Thôi con da heo nhai gọt gọt luôn cả nhà ơi. Thôi ngon, để gần đây là trời cho Ngọc Nga xong đó ha, cả nhà nhìn thấy tổng quan. Đây là cái phần tô mì của mình ăn kèm một cái súp. Súp này gọi là thường mọi người gọi là nhân đó cả nhà, một cái tô nhân. Đây là một cái tô bún nước của mình. Mì trộn muối ớt nha. Và đây là bún nước hoặc là có mì nước hoặc là có bún. Kiểu dạng như bún khô nha cả nhà. Đó là cái mình tổng chung lại là có bốn món. Ngon không? Một tô mình là 65.000, đặc biệt đầy đủ. Nước chanh nâu đài, nước chanh để chấm, nước ớt để chấm. Cái đặc biệt là khi, nói chung là khi mà đến đây xong rồi á, nghe chị Hoa nói, cái mình thấy chị Hoa tỉ mỉ lắm cả nhà. Làm ra một tô nước mà Ngọc thấy là để chi, kiểu cảm giác rất là chi tiết. Để khi mà Ngọc không có ăn bột ngọt thì chị sẽ để cái phần tí xíu đường vô để cho nó dịu lại cái tô bả ngon hơn. Mấy cái nhỏ nhỏ vậy đó, cho khách ăn một tô nó sẽ ngon hơn luôn á cả nhà. Đúng rồi. Cái gia vị ha, có một cái hậu giống như kiểu nói chung là đậm đà nha, nhưng mà nó sẽ có dạng mặn mặn ngọt ngọt, còn ngọt ngọt ở trong đó nữa. Nhìn vậy có thể là bị đánh lừa là bởi vì mình nghĩ rằng là nó sẽ không có dạng như là đậm đà, nhưng mà khi ăn vào cái nước rất là kiểu nó có cái sự ngọt của mấy cái nguyên liệu mà được nướng nướng ở trong đây, xong rồi một phần nữa là nêm nếm gia vị rất là ok. Cái sợi bún nước của chị cũng lạ hơn khác nữa. Đặc biệt cái sợi mà nó dai trong nha, chứ không phải là giống như cái sợi bún bò hay là cái bún thông thường của mình đâu nha cả nhà. Đúng không? Có độ dai. Trong cái tô này quan trọng nhất là phải ăn hai cái loại chả. Ê, đi kiếm chả cua ăn trước đi ha, ăn chả tôm. Ui, có gì vậy? Chả cua dai, quế nó dai ha. Trúc có nghĩa là dạng như là những cái phần gì thịt ở trong đây á cả nhà. Chắc lắm. Ăn rất là chắc. Kiểu dạng nó lúc mà mình nhai trong đây mình mới cảm thấy được là giống như có cái sớ thịt của con cua luôn cả nhà. Trời ơi ngon quá. Hết là hết rồi.
rồi. Trước đây ăn ở bên Phùng Văn Cung mới mở. Đây là này còn cái phần cơm nữa nè. Cơm mới mở ăn thử. Có chả bắp không? Cho em một chả. Trong ngọt kia luôn. Ngọt thơm. Nó chỉ làm vừa tới nó cũng vừa được độ ngọt nữa, cả nhà nó không bị ra được ngọt mà giòn nữa. Rồi. Bây giờ đông khách quá. Cái tô của Ngọc là 65.000 nè cả nhà. Nhưng mà bây giờ đông khách quá, một lớn Ngọc sẽ bị tí hiện trường đó, cho nên thành ra là mình rồi. Cảm giác là tai nạn ngon mà lần trước mình cũng có review rồi nên thành ra là một bây giờ mình nói ngắn gọn thôi. Menu của chị đầy đủ ở trên đây luôn ha. Thôi xin cả nhà cùng theo dõi nha. Ở đây thường thì thôi đặt số điện thoại đi, xong họ đặt Grab hoặc là cả nhà đặt Grab hay là đặt đơn vị giao hàng rồi đó, và lấy cái món của mình để về ăn em. Rồi hầu như là cái món hôm nay Ngọc thấy là ăn rất là ok, tại vì lần trước ăn rồi. Hôm nay là chỉ là cái vô tình là Ngọc muốn ăn trưa bằng cái bún nước mà chặt qua đây, vừa ăn vừa quay cho cả nhà thôi. Hôm nay sẽ kết thúc ở đây nha cả nhà, và hẹn gặp lại cả nhà em các video tiếp theo.